Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc thí điểm lắp đặt bể bơi di động và dạy bơi phòng chống đuối nước cho học sinh các trường tiểu học theo hình thức xã hội hóa. Từ tháng 9 năm 2017, Sở Giáo dục và Đào tạo đã phối hợp với Ủy ban Nhân dân thành phố Vũng Tàu và thị xã Phú Mỹ lắp đặt bể bơi tại một số trường tiểu học. Qua gần 2 năm triển khai thì mô hình này đã phát huy hiệu quả, tạo cho học sinh có sân chơi giải trí lành mạnh, nâng cao thể chất, đồng thời góp phần phòng chống tai nạn đuối nước cho học sinh. Ghi nhận tại trường tiểu học Phước Thắng, thành phố Vũng Tàu, ngôi trường đầu tiên thí điểm đưa môn bơi lội vào giờ thể dục chính khóa cho học sinh từ lớp 2 đến lớp 5. Để đưa môn bơi lội vào giờ học thể dục chính khóa, trường tiểu học Phước Thắng, thành phố Vũng Tàu đã phối hợp với công ty cổ phần đầu tư phát triển giáo dục quốc tế VES lắp đặt 2 bể bơi thông minh với tổng diện tích khoảng 300 m² cùng 70 vòi tắm, 2 dãy phòng thay đồ riêng biệt cho học sinh nam, nữ. Sau 2 năm, mô hình dạy môn bơi lội theo hình thức xã hội hóa này đi vào hoạt động, đã có hơn 2.000 học sinh đăng ký học môn thể dục này. Và hiệu quả mang lại cũng rất ấn tượng, 80% học sinh biết bơi, trong đó 50% học sinh bơi tốt, 20% học sinh còn lại đã biết thở và nổi trên nước. Trong suốt 2 năm thì tôi đánh giá hiệu quả đạt được rất cao. Đây là một bức tranh đẹp đối với các em. Học sinh sau những giờ học căng thẳng thì các em được tham gia học bơi dưới môi trường nước. Đó là điều kiện các em học để biết bơi phòng chống đuối nước. Và cũng là một cái tiết học giúp cho các em giảm bớt những căng thẳng học hành ở các môn học khác. Đến trường tiểu học Phước Thắng trong giờ học bơi lội, mọi người sẽ chứng kiến một bầu không khí háo hức, phấn khởi của các em học sinh. Thì các thầy hướng dẫn cho con rất là nhiệt tình, dạy cho con cách bơi thì con rất là hiểu. Dạ, con học bơi khoảng 2 năm rồi, hiện tại là con đã biết bơi. Trước đây thì con không biết bơi nhưng con đăng ký bơi ở trong trường thì bây giờ con đã biết bơi rồi. Và con cũng rất tự tin khi mà đi bơi ở biển. Và trong chương trình tôi giảng dạy á, là các em rất là thích thú, là học tiếp thu rất nhanh. Khi tôi dạy thì tôi rất là tâm huyết cho các cháu, để cho các cháu mau biết bơi. Bên cạnh việc trang bị cho các em những kiến thức cần thiết về bơi lội nhằm phòng chống tai nạn đuối nước, nhà trường cùng đơn vị lắp đặt bể bơi thông minh cũng chú trọng đến việc bảo đảm vệ sinh hồ bơi và sự an toàn của các em trong quá trình học bơi. 100% nước ở hồ là được dùng bằng nước máy. Sau khi cái thời gian bơm nước vào hồ là khoảng 48 tiếng thì mới đầy hồ. Thì đến khi đến cái mực nước mà nó đầy mà máy bơm có thể hoạt động được ấy, đây là máy bơm dùng để tuần hoàn. Thì máy bơm sẽ chạy tuần hoàn liên tục, thì công ty sẽ cho một cái hóa chất vi sinh. Đây là một hóa chất hữu cơ, không dùng clo, không dùng hóa chất vô cơ mà hoàn toàn là vi sinh để xử lý nước, tạo lắng. Mỗi ngày sau khi các cháu tập bơi xong là đều tạo lắng và dùng cái máy bơm hút để hút những cái chất bẩn ra. Và bình quân 1 tháng đến 2 tháng một lần thì sẽ thay nước và đồng thời là kiểm tra nước theo cái giấy chứng nhận của Sở Y tế. Để khuyến khích các em học bơi, đồng thời tạo cơ hội cho các em thể hiện năng khiếu của mình, hàng năm, trường tiểu học Phước Thắng phối hợp với đơn vị đầu tư bể bơi tổ chức cuộc thi bơi lội cho các em học sinh. Trong cuộc thi vừa diễn ra vào đầu tháng 3 này, hơn 300 học sinh của trường đã đăng ký tham gia. Đây là hoạt động thể thao lành mạnh, vừa giúp phụ huynh kiểm chứng chất lượng dạy môn bơi lội theo hình thức xã hội hóa của trường, vừa để các huấn luyện viên dạy bơi phát hiện ra nhân tài trên đường đua xanh. Quý vị vừa theo dõi những thông tin thời sự nổi bật trong tỉnh, tiếp tục chương trình là phần tin thế giới.